Hello, xin chào tất cả anh em. Đầu xuân lại khai xuân tiếp cho anh em một chiếc quạt. Chiếc quạt này là chiếc quạt Sanyo cây dừa, hay còn gọi là San Vua. Thì anh em có thể thấy cây Sanyo cây dừa này nó là dòng hai đường băng, và anh em có thể thấy cái mặt đế của nó này. Đây cái mặt đế của nó. Mặt đế của nó con này nó còn giữ được nguyên cái phần cái này là gọi là cái gì, giống như là cái mặt lạ đó. Mặt lạ này nó sẽ có hai màu, anh em có thể thấy màu xanh này nó đi khớp với cả cái lút đó, và phía mặt sau nó là mặt đá, và cái mặt zin của nó sẽ là cái mặt gỗ này. Mặt gỗ này là cái mặt đi mặt kèm theo cái quạt đó. Hai cái này là hai cái phần hãng nó làm thừa ra để chúng ta có thể tạo ra được nhiều cái màu sắc hơn cho cái quạt này đó. Và anh em có thể để ý thì nó sẽ đi theo cái màu cánh, ví dụ như màu cánh này sẽ đẹp với cả cái màu của nút bấm và cái màu này. Bên này em sẽ đã lật sang cái màu đá cho anh em dễ nhìn đó. Thì anh em có thể thấy một lúc chúng ta có thể sử dụng được ba màu rất là đẹp. Con này nó là thuộc dòng Sanyo Vương, nên là anh em có thể thấy cái độ chất của nó rất là xịn. Lồng xi mạ còn rất là đẹp nha anh em, sáng sủa. Cánh yếc này kia đẹp. Đấy, anh em có thể thấy đây. Đó. Ở đây thì nó sẽ có một nút gạt. Anh em có thể thấy cái nút gạt của nó nằm ở đây. Ví dụ chúng ta gạt lên như thế này thì là máy nó sẽ quay. Chúng ta gạt xuống như thế này thì là nó sẽ đứng lại. Đây là phần hẹn giờ. Con này thì hộp số của nó là 3 cấp. 1, 2, 3. Đó. Sanyo Dynamic. Đó. Anh em có thể thấy. Hàng về thì zin nguyên bản. Ở đây thì anh em sẽ thấy nó có một cái... Đây cái lỗ cắm. Lỗ cắm này anh em có thể cắm thêm quạt vào phía bên đằng sau. Hàng còn rất là đẹp. Đây là cái tem mát ở phía đằng sau này. Đó. Phía này thì anh em cũng có thể thấy chúng ta sẽ sử dụng được 3 chế độ quay. Ví dụ 4, 5, này, 6, 5 và 100 độ. Cái phần cổ quạt anh em có thể thấy. Đây em quay rõ cho anh em. Cổ quạt này nó đều được làm gang hết. Từ cái phần này cho tới phần trên. Tút lăng này dạng tút lăng cáp này. Không nói. Cái độ cao cấp của con này thì anh em chơi quạt thì thừa biết. Đó. Rất là xịn. Cổ này là cổ gang sắt nha. Đây là bảo sao nó là mệnh danh là những con quạt cực kỳ xịn của Sanyo. Quạt rất là êm. Và dòng này thì gió thì khỏi cái bàn này. Gió rất là mát, mạnh. Sanyo là sử dụng của máy Red Motor. Gió nó rất là rộng. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua cây quạt Sanyo này nhé. Cảm ơn cả anh em. Đầu xuân năm mới cũng chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều thành công trong năm 2023. Cảm ơn cả mọi người.